Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ ba ngày 14 tới tháng 9 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony sẽ chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và đặc biệt là về cái chính quyền của chú Bảy, bao gồm 3 nội dung sau đây rất là hấp dẫn và gây cấn. Nội dung thứ nhất, chú Bảy lại bị tò bạch ốc cắt sóng. Nội dung thứ hai, vì sao tại sao chú Bảy lại trốn về. Nội dung thứ ba, MU đã tấn công rầm rộ 50 tiểu bang của nước Mỹ rồi các bạn ơi, các bạn à. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật và để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn nghe nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tại sao chú Bảy lại bị cắt sóng nữa. Thì nó như thế này nè các bạn, trong cái thời gian 8 tháng vừa qua, cái chuyện này nó không còn lạ đối với người dân Mỹ và những người vòng quanh thế giới đâu các bạn. Tức là tại vì chú Bảy quên trước quên sau, không biết mình đang nói gì và nói tầm bậy tầm bạ, cho nên những nhân viên, những người trợ lý thường thường là cầm sẵn cái kéo để chuẩn bị cắt cái wifi của chú Bảy. Và cái chuyện đó nó đã xảy ra tại cái thành phố Boise, tiểu bang Idaho vào ngày hôm qua. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái chuyến thăm miền Tây của nước Mỹ tại tiểu bang Idaho, chú Bảy đi đến nơi này với cái mục đích là để thị sát cái chuyện cảnh cháy rừng tại đây. Và chú Bảy đổ thừa là tại vì cái biến đổi khí hậu cho nên mới xảy ra những cái vụ khô hạn hán về cháy rừng ở nơi này. Thì trong lúc mà chú Bảy đến đây á, thì chú Bảy có một cái cuộc phát biểu và chú Bảy nói chàng lan đại hải, rốt cuộc rồi chú Bảy quên, tại vì người ta soạn thẳng sẵn cho chú Bảy những cái kịch bản để mà chú Bảy nói, nhưng mà tới cái giờ phút cuối đó, chắc là chú Bảy nói nhiều quá rồi và chú Bảy quên đi cái kịch bản, cho nên chú Bảy nói kể chuyện tào lao mới đau hồi thời chú Bảy còn trẻ gì đó các bạn đó. Thì sau đó thì những nhân viên người ta thấy chú Bảy hình như là nói không ổn rồi, cho nên người ta cắt sóng chú Bảy ngay lập tức khi mà chú Bảy đang nói những cái chuyện tào lao mới đau đó. Và bên cạnh đó thì khi mà chú Bảy đến nơi này, đã có hàng ngàn người ủng hộ của Tổng thống Trump đã tập trung bên ngoài cái trung tâm cứu hỏa liên ngành quốc gia ở Boise, thành phố Boise, tiểu bang Idaho. Cái nơi này là nơi mà chú Bảy sẽ ngồi phát biểu hay là ngồi có cuộc phỏng vấn đó các bạn. Thì tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump đã cầm cái tấm biển có cái chữ F. Chữ F này nó gọi là chữ đó đó các bạn. À, F chú Bảy. Đó, người ta đã đứng hàng dài ở bên ngoài cái khu trung tâm này để chĩa các bạn nó vô mặt của chú Bảy. Tức là người ta đang chờ y hỏi chửi đó các bạn. Rồi đó là nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, tại sao chú Bảy lại trốn về và cái lý do gì mà chú Bảy lại trốn về. Nó như thế này nè các bạn, mời các bạn nghe nhé. Trong một phút mặc niệm nghiêm trang tại cái lễ tưởng niệm các nạn nhân trong cái vụ 911, thì tự nhiên chú Bảy đang đứng như thế các bạn, cái chú Bảy tháo cái mặt nạ ra và chú Bảy la làng lên, và sau đó thì chú Bảy quát tháo một người nào đó, tức là chửi một người nào đó đó các bạn. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì có rất là nhiều cựu tổng thống, ví dụ như là Bill Clinton, Obama rồi này nọ kia, rồi những người mà cứ như lãnh đạo của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, thì everybody đứng nghiêm trang mà đâu có ai nhúc nhích cục rửa gì đâu, mà tự nhiên chú Bảy tháo mặt nạ ra, chú Bảy la một người nào đó. Tức là theo các nhà phân tích, nói là chú Bảy đang mơ mơ màng màng là điều thứ nhất, và chú Bảy đang không nhớ là mình đang đứng ở vị trí nào và đang làm cái gì, cho nên chú Bảy trong đầu suy nghĩ là đang chửi ai đó các bạn, cho nên chú Bảy tháo mặt nạ ra la. Và lúc đó thì vợ của chú Bảy, bà Jill Biden, đang đứng kế bên, và bà ta đã thất thần và bà ta nói rồi thôi xong, tất cả những cái khoảnh khắc xấu xí của chồng bà ta sẽ không thoát khỏi cái ống kính truyền thông đâu các bạn. Thì thật sự là đúng như vậy, tất cả những cái hành động này đã bị ghi hình lại. Và sau đó thì các lãnh đạo đại diện của tòa bạch ốc đang đứng phát biểu thì đùng một cái chú Bảy lủi thủi và lên xe đi về, bỏ lại tất cả những người đang đứng làm lễ tưởng niệm 911. Và các nhà phân tích người ta nói như thế này, có thể cái buổi lễ nó kéo dài quá, rồi cái thuốc control Alzheimer, thuốc mà chú Bảy uống nó hết hiệu lực, cho nên
chú Bảy chú Bảy coi như chịu hết nổi rồi, thành ra chú Bảy phải đi về nữa các bạn. Nó tóm lại là vậy, tức là cái ý người ta nói là khi mà chú Bảy đi ra ngoài trước công chúng hay là đứng phát biểu là chú Bảy cần phải có thuốc, mà bây giờ thuốc á nó hết thời gian rồi, thành ra bây giờ chú Bảy không còn hiệu lực nữa, cho nên chú Bảy chịu không nổi, cho nên chú Bảy phải bỏ về đó các bạn. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới tình hình của nước Mỹ và người dân Mỹ, đó là cái chuyện biến thể mu từ cái con COVID-19. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng ta phải vật lộn và phải đối đầu với COVID-19, rồi sau đó nó chuyển sang Delta, Lambda, bây giờ một cái biến thể mới, nó từ cái cũng là từ con COVID-19, và từ trước nó quánh 49 tiểu bang của nước Mỹ, bây giờ thì xong luôn. Nebraska cũng là cái tiểu bang cuối cùng mà đã phát hiện ra cái biến thể mu này. Nó làm cho total là 50 tiểu bang ở nước Mỹ đã bị MU tấn công rồi các bạn nhé. Thì theo như Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo cũng như là CDC cảnh báo, mu này á là nó kháng sinh, không có một cái thuốc vaccine nào mà có thể đối đầu lại được với nó. Nhưng có một điều như thế này nè các bạn, hiện tại bây giờ thì cái phần trăm mu á nó ít hơn cái phần trăm Delta, tại vì Delta đang là một cái gánh nặng cho cái đất nước Mỹ này, tức là sau cái COVID-19 bây giờ nước Mỹ phải đối đầu với Delta, và Delta nó đang chiếm 98% những cái ca mắc bệnh hiện tại bây giờ. Bên cạnh cái chuyện mu này thì bây giờ người ta mới phát hiện ra, cho nên nó chỉ mới có chiếm có 2% thôi, nhưng nó mạnh hơn cái Delta đó các bạn, tức là không có cái thuốc kháng sinh nào mà có thể chống cự được nó đó. Cho nên người ta cảnh báo người dân Mỹ là phải cẩn thận với cái mu này đó các bạn ơi. MU này nó có cái tên khoa học là B1621, và cái ca đầu tiên nó được phát hiện ở Colombia vào khoảng tháng 1 năm 2021 đó các bạn. Thì hiện tại bây giờ mu nó đang tấn công vòng quanh những cái nước khác nữa, ví dụ như là Anh hay là Colombia, và có ít nhất 46 quốc gia trên thế giới đã phát hiện ra những cái ca nhiễm mu này rồi các bạn ơi. Thì hiện tại bây giờ dữ liệu của WHO cho thấy biến thể siêu lây nhiễm Delta mới là một cái biến thể mà đang hoành hành ít nhất 174 quốc gia trên thế giới đó các bạn. Còn cái mu này thì nó mới bắt đầu thôi, thành ra nó cũng chưa có nhiều các bạn nhé. Thì mặc dù mu đã làm lo ngại cái chuyện lây nhiễm và kháng vaccine, nhưng các quan chức WHO nhấn mạnh là biến thể Delta mới là một cái mối quan tâm và lo ngại cấp bách hiện tại bây giờ vòng quanh thế giới đó các bạn. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ ba, tôi này cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ, và đặc biệt là về cái chính quyền hiện tại bây giờ. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để làm một cái like, viết về chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất nha. Have a good day. Bye bye.